Em sửa nhà 8 năm, 80% người Việt Nam sử dụng. Năm loại bánh thai nhi thích mềm mệt, mẹ bầu ăn vào lại giảm bụng nghén, không lo táo bón, cứ ăn tay cá thôi mẹ ơi. Có mẹ nào trong lúc mang bầu chỉ thích đồ vặt giống em không? Nhiều người cứ bảo lúc bầu ăn nhiều đồ vặt thì không tốt cho con, nhưng mẹ chồng em lại tâm lý vô cùng. Bà bảo, con thèm gì cứ ăn thật nhiều, mẹ ăn khỏe thì con mới khỏe được. Thế là ngoài hoa quả, chè cháo, bà rất hay mua các loại bánh về cho em ăn. Lúc thì bánh chưng, khi lại bánh bao, bánh giò. Ăn cơm thì em còn ngán, chứ toàn loại bánh thơm ngon như thế này thì em cứ chén tẻn ten. Tuyệt nhiên, 9 tháng mang bầu em rất khỏe, chẳng biết táo bón hay tăng huyết áp là gì. Sau này cutis ra đời cũng rất bụ bẫm, kháu khỉnh. Mẹ nào bầu bí mà hay nghén thì thử tham khảo 5 loại bánh này nha, vừa tốt cho mẹ, khỏe cho con, lại dễ ăn lắm. 1. Bánh chưng. Bánh chưng là món bánh quá quen thuộc với người Việt. Bánh chưng có hàm lượng dinh dưỡng khá cao vì được làm từ gạo nếp và nhân thịt mỡ. Đậu xanh cung cấp cho mẹ bầu mức năng lượng cần thiết cho cơ thể để nuôi dưỡng thai nhi. Tuy nhiên, vì bánh chủ yếu làm từ thịt mỡ nên không thích hợp cho bà bầu béo phì, cao huyết áp. Bên cạnh đó, mẹ chỉ nên ăn bánh trong vòng 3 ngày kể từ ngày gói, không ăn bánh đã để quá 1 tuần để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Bánh chuối. Chuối là một loại thực phẩm rất tốt cho bà bầu. Trong chuối có chứa nhiều kali, chất xơ và các vitamin cần thiết cho cơ thể. Đây chính là thần dược cho những mẹ bầu bị táo bón, ốm nghén, cao huyết áp trong thai kỳ và kích thích sự phát triển. Chuối kết hợp với bột gạo hoặc bột mì tạo ra những món bánh rất hấp dẫn như bánh chuối chiên, bánh chuối hấp. Mẹ hãy thêm loại bánh này vào khẩu phần ăn của mình để vừa tốt cho mẹ, vừa tốt cho thai nhi. 3. Bánh bột lọc. Đây là một loại bánh lạ miệng giúp bà bầu thay đổi khẩu vị. Được làm từ bột sắn với thành phần chính là tôm, thịt nên bảo đảm cung cấp những dưỡng chất. Với một chút bánh bột lọc vào bữa phụ sẽ trở thành món ăn thay đổi, giúp bà bầu bổ sung được dưỡng chất mà không bị chán. Đồng thời, con trong bụng cũng được cung cấp đầy đủ chất. Khi chọn mua bánh, mẹ nên mua ở những cửa hàng có uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoặc mẹ có thể tự chủ tài làm món này, vừa ngon vừa rẻ, lại không phải lo ngại tới chất lượng. 4. Bánh giò. Cũng giống như bánh bột lọc, bánh giò cũng là một món ăn có thể giúp cho bà bầu thay đổi khẩu vị. Bánh giò là một loại bánh dân dã, được làm từ bột gạo, thịt xay, nấm hương, mực nhĩ. Có thể nói, trong nguyên liệu của bánh giò không có thành phần nào khiến các mẹ bầu phải lo ngại cả. Vì thế, nếu mẹ ăn phải bánh này và những bữa phụ sẽ rất cực kỳ hợp lý. 5. Bánh bao. Trong bánh bao có các nguyên liệu bổ dưỡng vừa giúp mẹ vượt qua những ngán ăn, lại đầy đủ các chất dinh dưỡng. Mẹ bầu nên ăn bánh bao khi còn nóng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Ăn bánh bao mặn sẽ tốt hơn là bánh bao ngọt vì đồ ngọt khiến mẹ no nhanh hơn nhưng mau đói, đồng thời làm tăng lượng đường huyết áp trong cơ thể. Em sửa nhà 8 năm, 80% người Việt Nam sử dụng.